Chào các bạn, mình là Đoàn Áp Du. Mình đang cầm trên tay chiếc Xiaomi Mi 2A. Thì cái máy này cũng lâu rồi và máy này nó tương đương với con Mi 2S, Mi 2, nhưng mà cái dòng này nó ít gặp và ít phổ biến hơn. Thì nguyên cái máy này sách tay Trung Quốc và không có tiếng Việt và không có cái dịch vụ của Google vào đây. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành cài cho nó cái bản zoom tiếng Việt đầy đủ các dịch vụ của Google vào đây. Mình sẽ tiếp tục video sau khi mình cài xong. Mình đã quay trở lại sau khi mình cài xong zoom tiếng Việt cho con Mi 2A này. Thì zoom của mình là đầy đủ tiếng Việt hết tất cả các mục, không còn những cái app tàu nữa, đầy đủ các dịch vụ của Google Play. Và mình sẽ thử tải một cái ứng dụng gì đấy về chẳng hạn nhé, tải cái nào đó nó nhẹ nhẹ thôi thì nó nhanh. Zing mới ba chẳng hạn này. Bạn nào mà muốn áp zoom các dòng tiếng Việt cho các dòng Xiaomi thì liên hệ bên mình. Sứ đoàn áp zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Anh em thợ mà cần zoom tiếng Việt con Mi 2A này, anh liên hệ bên mình. Ok, Zing M3 đã tải xong. Tiếp theo mình sẽ thử một cái như YouTube cho các bạn xem. Rồi, YouTube cũng ok nhá. Xin chào các bạn.